Diễn chinh nơi xa thế nào? Vẫn còn đồ giỡn như ngày nào. Vui vẻ như vậy chắc là chưa có vợ. Người theo chủ nghĩa độc thân không có nghĩa là ấy. Tôi biết là ông không bị ế, chỉ si tình thôi. Em chưa từng nói là em không thích đi học. Điều lúc đi học á, điểm của em hơi bị cao á nha. Em chỉ ngại thầy Hưng thôi. Thôi, hôm nay anh sao nha. Tôi đi trước. Chào anh. Em chào thầy Hưng. Em là ký phải không? Lẹ đi. Tình cảm của nữ giới rất là phức tạp. Họ hay nhìn mình, hay thân thiện với mình, chưa chắc á là họ đã thích mình. Đôi khi đối tượng được thích chính là gã bạn thân vụng về. Chỉ được cái là nét mặt lạnh lùng,